Các thị trường châu Á diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch giữa tuần do chịu ảnh hưởng của phiên đổi sàn phố Wall tối qua đã làm giảm hiệu ứng từ sức bật của giá dầu. Thị trường Úc giao dịch lình xình trong phiên giữa tuần, kết phiên giảm 0,05%. Thị trường Nhật Bản tăng mạnh nhất tại châu Á trong phiên này với chỉ số Nikkei 225 tăng 0,9%, chỉ số Tobis cũng tăng 1%. Hàn Quốc là thị trường duy nhất giảm điểm trong phiên này, chỉ số Kospi giảm 0,2%. Hôm thứ Ba, Trung Quốc đã công bố kế hoạch liên kết sàn Thẩm Quyến và Hồng Kông để các nhà đầu tư ngoại có thể rộng cửa mua cổ phiếu trên hai sàn này. Đây là một trong những chính sách dài hơi của Trung Quốc bên cạnh chính sách cải cách tiền tệ nhằm mở rộng thị trường và chen chân vào rổ chỉ số chứng khoán toàn cầu. Tại thị trường tiền tệ, Yên Nhật quay đầu giảm nhẹ. Một số nhà phân tích cho rằng đồng Yên vẫn sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới sau gói kích thích kinh tế không đạt kỳ vọng của Nhật. Yên Nhật giảm đã giúp các mã xuất khẩu tại Nhật tăng điểm. Mã Toyota tăng hơn 2%, mã Honda tăng 3,3%, còn mã Canon cũng tăng hơn 1%. Cổ phiếu của hãng Sharp tăng vọt đến 16,5% sau khi nhà sản xuất Honhai của Đài Loan hoàn tất thương vụ mua lại Sharp hồi đầu tuần. Ở khu vực giá cả thị trường, giá dầu đã giảm nhẹ trở lại sau khi lập đỉnh vào phiên hôm thứ Ba. Các mã năng lượng ở khu vực đa phần tăng điểm. Cổ phiếu Santos tăng 0,8%, mã Oil tăng 2,4%, Woodside Petroleum tăng 2,3%. Tại Nhật Bản, mã Inmex tăng hơn 6% và Japan Petroleum tăng 4,3%. Đáng chú ý, tại thị trường Úc trong phiên này, mã BHP Billiton tăng hơn 3% mặc dù vừa ra bản báo cáo lỗ kỷ lục. Tại sàn Hồng Kông, cổ phiếu của Cathay Pacific giảm 7% trong phiên giao dịch chiều sau khi báo cáo lợi nhuận nửa đầu năm giảm đến 82%, chỉ đạt 45 triệu đô la Mỹ. Nguyên nhân thua lỗ là do nhu cầu bay đường dài hạng sang của khách hàng ở đại lục đã giảm mạnh trong thời gian qua.